bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ, 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận, 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh, giáo sư Trí Đức, 714-510-5451, 510-5451. Chủ đề của chúng ta hôm nay, tôi xin trình bày đến chữ thời trong lá số tử vi, cũng có nghĩa là thời vận của đời người. Và kính thưa quý vị, chúng tôi tập trung đến phần thứ hai, thứ ba và thứ tư trong vấn đề mà giảng giải lá số tử vi và số mệnh, cũng như trả lời những câu hỏi về khoa học huyền bí, cũng như là cái bí mật của trời đất đến con người như thế nào. Thì quý vị có thể gọi vào số tổng đài của chúng tôi là 714-893-3264 để quý vị gọi vào. Chủ trương của chương trình của chúng tôi là trả lời câu hỏi. Trong lúc mà chúng tôi chờ đợi quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ khai triển cái chủ đề của chúng tôi về những điều chúng tôi cần nói thêm. Ví dụ như thời vận của đời người, thời vận của người, thời vận đây tức là thời của mình, thời gian của mình và cái vận của mình nó đến lúc chúng ta sẽ phải gặp gỡ xấu hoặc là gặp gỡ tốt, gặp chuyện gì lớn. Có những người mà kính thưa quý vị, cuộc đời của họ lúc nào cũng gặp nhiều sóng gió trong gai. Ví dụ tôi vừa xem cái số của một người sinh vào 950 năm Canh Dần đó, người này cái thái tuế động, tức là cả đời của người này gặp chuyện ở ngoài không, mà cứ sư đi ra ngoài gặp chuyện ở ngoài, đi ra suốt ở ngoài gặp chuyện ở ngoài, xử chuyện ở ngoài không á, mà hạnh phúc của đời của mình thì không có. Chị Đức xin mời người kế tiếp. Alo. Như chúng tôi đã trình bày là kính thưa quý vị, trong phần thứ hai, thứ ba và thứ tư chúng tôi tập trung đến vấn đề trả lời những câu hỏi lá số tử vi. Và quý vị cứ việc gọi vào số tổng đài là Little Sòn TV chúng tôi. Quý vị gọi ngày hôm nay không được thì xin mời quý vị gọi vào ngày thứ sáu hoặc là quý vị qua tuần tới thứ tư và thứ sáu, chúng tôi sẽ gặp nhau, chúng ta sẽ gặp nhau liên tục. Chị Đức xin mời người kế tiếp. Alo. Dạ, anh cho em chào giáo sư, chào anh. Dạ vâng, xin chào. Em xin ngày ngày 10 tháng 4 năm 1968, dạ, rồi lúc 11:30 nữ 11:30 sáng hay tối? Tối anh. 11:30 tối, như vậy là 9 giờ tới 11 giờ. Anh sẽ sinh vào giờ Hợi nhé. Giờ Hợi, người nữ sinh vào ngày 10 tháng 4 năm 1968. Có giờ Hợi, người nữ này có mệnh số như sau. Người nữ này thì phải nói rằng là người năng nổ nha. Người năng nổ, chịu khó làm hết việc này việc kia. Sức khỏe của người này thì cực tốt. Người ta bệnh, người ta thế nào mà cô này rất là khỏe mạnh nha. Đời của này thì cô làm việc gì nó cũng khó khăn hết cả, cô không dễ dàng đâu. Tính của cô là khó lắm, phải làm đúng thứ này mới chịu. Cô làm ngược, cô không bao giờ cô làm đâu, và không bao giờ cô lắng nghe bất cứ người nào. Mặc dù cô có người chồng là thân đóng ở Dương Lương cùng với chồng làm việc đấy, nhưng mà người chồng là cái người phò trợ lo cho mình đấy, nhưng đôi khi mình cũng không cần luôn, là như vậy nha. Người này thì đứng đắn đàng hoàng, chỉ riêng là đến cái giai đoạn chừng độ đến cái giai đoạn thế nào, tức là khoảng từ 25 cho tới 35 tuổi nha. 25 tới 35 tuổi là chỗ đó là cái chỗ đã mất nhiều sai lầm lắm, đã vỡ tình cảm mình, đã không chọn người đúng như hợp. Người đến là đúng rồi, nhưng mà chọn sai người nha. Mãi đến tuổi 42 tuổi trở đi thì cuộc đời mới thật sự là khai mở, và đời thì bận rộn chiến đấu, chạy lên chạy ngược, thành công kinh khủng lắm. Người này sẽ làm việc bận rộn hết đời của mình. Người này là cái người người ta gọi là tiền vận của mình thì trung bình thôi. Trung vận của mình là cái người rất thành công, nhưng sau đó là mất hết, sau đó phải làm lại. Và là một người mà thái âm, cuối vận của mình thái âm mà giáp không kiếp ngũ hóa quyền á, là người làm việc mãi, nhưng trời không cho mình trở thành một người giàu có đâu. Nha, người này sẽ làm việc những việc gì? Làm những công việc nó thuộc về cái cách tôi gọi là có giấy tờ này, hành chánh này, service này, và thiên cơ ngũ hóa quỷ, có lộc tồn nữa, là người có tính cách đi phục vụ người khác, giúp người khác nha. Nhưng mà tâm tính mình thì có khả năng giỏi, cuối đời của mình là một người bận rộn, làm việc mãi nha, làm việc mãi thành không bao giờ sợ sóng gió, không bao giờ sợ bệnh, chịu khó, chịu cực, giỏi tháo vát nha. Và cuối đời của mình càng lớn bao tuổi bao nhiêu thì càng hăng, càng làm việc cái tới bao nhiêu. Người này về để bao nhiêu, người này về
tuổi trên tuổi 80 mới chịu ngưng làm việc nha, là cái số mệnh như thế. Còn đường chồng á, thì đây là cái người sẽ có được may mắn của đường chồng đấy nha, cũng người chồng là cái người tương đối sáng sủa và hay lắm. Nhiều người bạn gái khác nói trời sao mà cô lấy một người chồng hay thế, cũng hợp với chồng đấy nha. Nhưng mà số mệnh người này cho là một người giỏi, tháo vát, người đàng hoàng, đứng đắn, đã làm sai rất là nhiều trong cái giai đoạn của mình khi từ 25 tuổi tới 35 tuổi, sau đó mới trở lại từ 40 tuổi trở đi đó. 40 tuổi trở đi thì thành công và tương đối rằng là thành công cho đến hết đời của mình, nhưng không phải là người đại phú quý giàu có đâu, là người sẽ có cơ sở tương đối gọi là có tiền, có bạc, có nhà cửa, có cơ sở đầy đủ đến hết đời của mình, và người rất là chịu khó, rất là tháo vát, rất là khả năng. Và đường con cái thì con cái trong song hao thiên mã, tức là thương con, lo cho con, đầy đủ bổn phận của mình. Nhưng mà con cái nó sẽ tự tạo cái đường tiến thân của nó nha. Và người này là cái người tôi gọi là từ bản năng, từ khả năng của mình tạo cái cơ nghiệp, sự nghiệp. Một người thành thật rõ ràng, nhưng tính tình mà có hóa kỵ cư mệnh là thiết kỵ liên lòng, rất hơi khó tính. Chúc nhiều may mắn và thành công. Xin chào. Chị Đức xin mời người kế tiếp. Alo. Alo. Kính thưa quý vị, để phát họa cuộc đời của một con người thì kính thưa quý vị, thường thường người ta đến gặp tôi thì có đề nghị thì tôi dùng một tiếng đồng hồ để mình tô. Tuy nhiên người họa sĩ chỉ cần tô một vài nét thì người ta biết ngay đó là vẽ ai. Ví dụ như vẽ ông Bill Clinton, người họa sĩ mà giỏi chỉ cần tô một vài nét thôi, người ta biết ngay đây là ông Clinton. Thế nhưng nếu có một tiếng đồng hồ để tô rõ hơn thì chẳng người ta thấy được rõ ràng đó là ông Bill Clinton. Số mệnh cũng như thế qua nét vẽ. Chị Đức xin mời người kế tiếp. Alo. Tôi nghe đây xin đọc năm tháng ngày giờ sang dương lịch và có thể coi là câu hỏi gì ạ? Dạ, xin coi con cũng đang hỏi nha. 31 tháng 10 năm 71. Ngày 31 tháng 10 năm 71. Năm 71. Cho tôi biết sang lúc mấy giờ? 9 giờ. 9 giờ rưỡi sáng hay tối ạ? Sáng. 9:30 sáng, như ngày này sẽ sinh vào giờ Thìn nhá, người nữ. Rồi, người nữ sinh vào ngày 31 tháng 10 năm 1971 giờ Thìn, có một định mệnh sau đây. Xin mời cô cúp điện thoại để mà chúng ta có thể nghe rõ ràng hơn, không bị cái echo nó trở ngược lại. Người nữ này là một người liêm tinh, liêm tướng ngộ kỳ, ngộ song hao đây. Đây là người phải nói là tương đối có sắc đẹp cũng được đấy, cũng khá đẹp, và là cái người rất nghiêm chỉnh, rất khó, người rất là kỹ cương, rất khó tính nha. Khi khó là khó kinh khủng lắm. Còn ai mà dù cái là chịu hết rất dễ dàng để mà go on. Người này là cái người tôi gọi rằng là kiếm tiền kiếm bạc rất là nhiều, rất là hay, nhưng mà chi ra không biết cách giữ tiền, kính thưa quý vị, không biết cách giữ tiền cẩn trọng, thành thử ra là cái vai trò của mình gần như cho, gần như giúp nhiều quá, thành ra bị hao tán lắm nha. Còn đường tiến thân của người nữ này thì hiện tại bây giờ đang ở chỗ cái tiến thân đấy, làm việc thì phải nói là làm việc chỉ làm việc một mình mà thôi, làm chung hơi khó nha, vì cá tính của mình là hơi cương quyết, hơi cứng rắn, hơi xác định đấy, thông minh, giỏi, tháo vát, thành tựu, thành công. Và đường chồng của người này thì tham lam ngộ triệt là khi về đến tuổi nào, thường thường công phu mà có tham lam ngộ triệt, hồng lam ngộ triệt thì chắc chắn mình sẽ dễ gãy đi một đời lắm nha, gãy đi một đời. Nhưng mà hóa khoa về năm thứ 15 tới 25 về tới kim, người này là gãy từ lúc mà còn trẻ lắm quý vị, tức là ở cái tuổi tự duy là 19 tuổi cho tới 28 tuổi đó, chỗ đó có thể gãy một đời, hoặc là quen người nào đó gãy, hoặc là lấy lại lập gia đình lại thì được. Nhưng mà sau này cuối cùng thì là một người rất đàng hoàng, rất có trình độ. Và cuối đời của mình là cái người lại có nô bộc ở cái Thái Dương, hộ hóa quyền thiên không, là một người sau đời, cuối đời mình sẽ là người rất là thành công, rất giàu có nha. Phải làm chủ, đến tuổi 60 sẽ làm cơ sở, sẽ làm chủ thành công và bận rộn suốt đời của mình. Đây là người phải nói rằng là tiền không bao giờ thiếu, không bao giờ gọi là dư. Tức là mình có thì mình đắp vào cái business hoặc là cái gì đó để chạy liên tục rồi. Người giỏi về văn chương, bút viết, chữ nghĩa, có trình độ, người nghiêm chỉnh. Lấy chồng thì chồng không giỏi bằng mình đâu nha, mình sẽ giỏi hơn người chồng đấy. Chồng thường là những người tham lam ngộ triệt, lưu hà thiên la. Đây là cái người chồng, tức là người
quán xuyến giỏi business của ông thôi, nhưng mà con người của đó sẽ không bằng mình đâu, mà giỏi hơn đấy. Và con cái của người này, anh em người này rất là tốt với anh em, với gia đình, với những người chung quanh chúng mình nha. Và cái cung nô là cái người này là luôn luôn là tính tình khó khăn đó, nhưng mà chơi với bạn bè mọi người tốt lắm, lo cho đình, lo cho mẹ, lo vợ, cho chồng con đầy đủ cả cái. Chỉ thất bại chuyện tình cảm của mình khi còn trẻ thôi, nhưng sau đó mà lập gia đình lại thì sẽ hoàn tự được, hoặc là ở với chồng đấy. Thế nhưng mà lúc nào người này cũng thích ở riêng một mình nha. Sơ lược số mệnh như thế, chúc nhiều may mắn và thành công. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép mời quý vị vào phòng quảng cáo thương mại đặc biệt của đài chúng tôi, xin mời.